Trời Phật thương tình, cát tinh cao chiếu, tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1965, nam mạng, bước sang năm Giáp Thìn 2024. Nếu như nắm bắt được ba cơ hội này thì giàu sang phú quý hơn người, tiền tài như ý, lộc lá đầy nhà, an nhàn hưởng phúc lớn cho đến cuối cuộc đời. Quý thiên chủ tuổi Ất Tỵ kính mến, người xưa có quan điểm rằng trời sinh mọi người mọi số phận và sống hay là chết cũng là do số phận định đoạt riêng cho từng người. Hành sự tại nhân, vạn sự tại thiên, mọi may mắn đều là do số phận ông trời đã an bài. Phú quý sang hèn của mọi người đều là do số phận quyết định và cũng không có số phận nào là thập toàn thập mỹ. Mới đây nhất, khi xem lá số tử vi của 12 con giáp trong năm Giáp Thìn 2024, các nhà tử vi học hàng đầu phương Đông đã chỉ ra rằng quý thiên chủ tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965, nam mạng, chỉ cần nắm bắt được cơ mệnh này thì sẽ xoay chuyển được càn khôn, đạt được mọi điều như ý, vạn sự như mơ, muốn gì được nấy, cầu tài, cầu lộc đều vẹn toàn. Và lại tránh được đại hạn, xua tan vận xui điều bám, khiến cho vận trình hanh thông, may mắn bội phần, từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, không gì kể xiết. Về vận trình của quý thiên chủ tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965, nam mạng, diễn ra trong năm Giáp Thìn 2024 như thế nào? Làm sao để đốn cát, xua hung, làm sao để nhận được ba cơ hội trời ban này? Thì ngay sau đây, xin mời quý thiên chủ tuổi Ất Tỵ cùng theo dõi luận giải nội dung chi tiết nhé. Sách trời ghi rõ, tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1965, nam mạng, được lộc trời cho, tiền về nứt két, năm 2024 giàu như vũ bão. Ất Tỵ hay còn được gọi là xuất huyệt chi xà, tức là rắn rời khỏi hang. Năm sinh dương lịch, từ mùng 1 tháng 2 năm 1965 đến 20 tháng 1 năm 1966. Năm sinh âm lịch, Ất Tỵ, thiên can, Ất, tương hợp, canh, tương hình, kỷ, tân, địa chi, tỵ, tam hợp, tỵ dậu sửu, tứ hành xung, dần thân tỵ hợi. Mạng phúc đăng hỏa, lửa đèn nhỏ, khắc thoa xuyến kim, con nhà xích đế, tận khổ, xương con rắn, tướng tinh con trâu, cuộc đời được ông quan đế độ mạng. Tuổi Ất Tỵ nam mạng, có can Ất thuộc hành mộc, tương sinh chi tỵ, năm sinh thuộc hành hỏa, nên thế hệ này tiềm tàng một nền tảng căn cơ phúc đức lớn lao, thường gặp may mắn và vinh hiển. Nam tuổi Ất Tỵ có lộc cách nên có duyên với tài sản lớn, số tụ tài, một đời không thiếu tài lộc, dễ trở thành đại phú, đại quý, bất lợi đối với họ là dễ mắc các căn bệnh về mắt, đau đầu, mất ngủ, khắc mẹ, không hợp với vợ và thường gặp những căn nhà không lợi về mặt phong thủy. Người tuổi Ất Tỵ nam mạng, thuở nhỏ khá vất vả, về sau mới được an nhàn, nếu sinh vào mùa xuân và mùa hạ thì số được sung sướng nhàn hạ, nếu mà sinh vào mùa thu và mùa đông thì vất vả, cực nhọc cả về thân xác lẫn tinh thần. Nam tuổi Ất Tỵ là người rất độc lập và khá tự tin vào chính bản thân mình, nên công việc thường hoàn thành tốt, nhưng cũng vì đó mà thường không quan tâm tới người khác nghĩ gì. Ngoài ra, nam mệnh tuổi Ất Tỵ sẽ luôn có cho mình phong cách riêng, sống hào phóng và nhiệt tình, sâu sắc, nhanh trí, giỏi giao tiếp và thích phiêu lưu, can đảm, bình tĩnh và ý chí mạnh mẽ. Chính vì vậy, họ rất thích hợp làm kinh doanh, làm việc liên quan đến trí óc, nhưng cũng vì vậy mà họ rất dễ bị áp lực về mặt tinh thần, dù có nhiều ưu điểm. Nhưng tuổi Ất Tỵ nam mạng cũng có một số nhược điểm như không quyết định với lập trường và mục tiêu đã đề ra, khi gặp khó khăn thì dễ chán nản, bỏ cuộc giữa chừng. Đời sống tuổi Ất Tỵ nam mệnh sẽ gặp phải thử thách khó khăn nhiều, sóng gió ở tiền vận, đến trung vận thì mới có được sự cải thiện, được may mắn giúp đỡ từ quý nhân, sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc rủng rỉnh, về hậu vận thì đầy đủ, sung túc. Trong cuộc đời của mình, đàn ông tuổi Ất Tỵ thường có nhiều ước mơ, hoài bão và họ luôn cố gắng phấn đấu để đem lại cuộc sống đầy đủ, sung sướng cho những người thân trong gia đình mình. Họ bận rộn trong công việc, ít có thời gian để chăm sóc con cái, vì vậy rất cần một người phụ nữ đảm đang, dịu dàng, giúp họ chia sẻ gánh nặng trong cuộc sống. Người tuổi Ất Tỵ nam mạng có một sức sống dồi dào, mãnh liệt, họ sẽ nhanh chóng hồi phục sau những lần đối mặt với kẻ thù ngang tài ngang sức. Không nên khiêu chiến với tuổi Ất Tỵ, bởi thứ vũ khí nguy hiểm của họ sẽ có thể hạ gục bạn bất cứ lúc nào. Tuổi Ất Tỵ, nếu sinh vào thời tiết thuận lợi, tính tình ôn hòa, hiền lành, thật thà, lúc còn nhỏ tuổi, Ất Tỵ có phần nhút nhát, yếu mềm, khi trưởng thành, họ trở nên cởi mở, thân thiện hơn với mọi người xung quanh,
được nhiều người yêu thương, quý mến. Tuy vẻ bề ngoài lạnh lùng, ít nói, nhưng thực ra họ có đời sống nội tâm khá phong phú, chất chứa nhiều tình cảm. Tuổi Ất Tỵ dễ xúc động và mùi lòng khi chứng kiến cuộc sống bất hạnh của những người nghèo khổ. Bởi vậy, họ luôn cố gắng làm nhiều việc thiện, giúp đỡ người khác khi có thể. Họ bận rộn với những kế hoạch, mục tiêu trong tương lai của mình. Chừng nào chưa đạt được thành công, họ sẽ không cho phép bản thân mình được chán nản, buông xuôi trong những lúc khó khăn. Động lực duy nhất giúp họ vượt qua là tình yêu thương và sự quan tâm của những người thân trong gia đình. Tuổi Ất Tỵ ngày đêm suy nghĩ vì sự nghiệp lớn lao của mình, đôi khi họ làm việc quá căng thẳng, dẫn đến stress nặng nề. Những người này cần phải tham gia các hoạt động thể thao để rèn luyện cơ thể và giải tỏa những muộn phiền trong lòng mình. Họ là người sống ở hiện tại, nhưng luôn lo nghĩ cho tương lai phía trước. Tuổi Ất Tỵ sẽ không bao giờ chi tiêu một cách hoang phí, ngược lại, học tích trữ dành dụm những khoản tiền lớn để lo cho cuộc sống tương lai. Xét tổng quan tử vi nam mạng, tuổi Ất Tỵ trong năm 2024. Thứ nhất, xem tử vi 2024 của nam mạng tuổi Ất Tỵ theo can chi ngũ hành. Xét về thiên can, Ất gặp Giáp, bình hòa, công việc ngày càng thuận lợi, thu được nhiều lợi ích cả về danh tiếng và tiền bạc, xuất hiện cơ hội thăng tiến trong giai đoạn này, người thực sự bản lĩnh sẽ được như ý nguyện. Xét về địa chi, Tỵ gặp Thìn, bình hòa, cuộc sống trôi qua bình dị, không có quá nhiều biến động, chỉ cần đương số tập trung làm tốt việc của mình thì mọi thứ vẫn nằm trong quỹ đạo ổn định. Xét về ngũ hành, hai hành hỏa gặp nhau, thúc đẩy tài khí vượng, tài lộc dồi dào, xuất hiện mối làm ăn lớn, quan chức gia tăng bổng lộc, con cháu được nhờ vả. Gia đạo có chút bất ổn, chủ yếu do bản mệnh quá bận rộn công việc mà không có thời gian cho người nhà, nếu sắp xếp được gia đạo sớm ấm êm trở lại. Tiêu kết, bước sang năm 2024, vận khí của nam mạng Ất Tỵ được dự báo là sẽ có nhiều bước tiến triển khá lý tưởng, công việc thu về nhiều thành quả tích cực, kéo theo cả danh tiếng và tiền bạc đều rất dư giả, bản mệnh còn có quý nhân phù trợ, làm gì cũng có người hỗ trợ. Dù có chức vụ thì quý bác nào cũng sẽ đạt được mục tiêu mình đã đặt ra. Sự nghiệp rạng rỡ như mặt trời ban trưa, gia đình con cháu được nhờ vả. Thứ hai, xem tử vi Ất Tỵ, sinh năm 1965, nam mạng, theo sao hạn. Năm 2024 tuổi Ất Tỵ nam mạng, gặp sao Vân Hán hay Vân Hớn là một hung tinh chủ về bệnh tật, nữ nhân khó sinh, họa huyết quang, nam nhân thì quan trường bất lợi, gia đình bất an, điền sản bất vượng, tự phải cẩn trọng. Trong dân gian vẫn lưu truyền một bài thơ về tính chất của sao Vân Hớn như sau. Vân Hớn tọa mệnh nhẹ nhàng sơ qua, cả năm nhân khẩu lao đao sơ sài, đầu năm bài bạc phá tài, thua nhiều ăn ít hao tiền bất an, văn thơ đấu khẩu đa đoan, mang lời chịu tiếng bị quan của hành, hỏa đức chiếu mệnh chẳng lành, kiềm tính nóng nảy tục tranh chẳng hiền, tháng 4 tháng 8 phải kiêng, kỵ trong 2 tháng gia đình không yên, gặp ai gây gổ làm ngơ, nhịn nhục qua khỏi thì mình không sao. Vân Hán là sao trung tính, tốt xấu ở mức trung bình, năm có sao này chiếu mạng thì công việc nhàng nhàng không quá vất vả, cũng không quá thành công rực rỡ. Ngoài ra, cần đề phòng họa thị phi, ốm đau, nóng nảy mồm miệng, gặp tai hình, kiện cáo pháp luật. Sao này bất lợi nhất là vào tháng 4, tháng 8 âm lịch nên đề phòng gặp chuyện quan sự trong nhà không yên. Những mối họa sao Vân Hán có thể mang tới cho mệnh chủ như làm ăn mọi việc đều trung bình, nói lời khó nghe, dễ bị thiệt thân, đề phòng thương tật, đau ốm mồm miệng. Nam gặp tai tinh bị kiện thưa bất lợi, nữ không tốt về thai sản, nhất là vào tháng 4, tháng 8 âm lịch. Gia đình bất an, điền sản bất vượng, tự phải cẩn trọng, trở nên thủ cực, bảo thủ, nền nếp cũ, khá bảo thủ và không ưa đổi mới. Vì những lý do này mà người bị sao Vân Hớn chiếu dễ vướng vào các rắc rối về giấy tờ, kiện tụng, nóng nảy, không giữ mồm miệng nên mâu thuẫn cãi vã. Về cơ bản thì sao Vân Hớn cũng tương đối lành nên phần nhiều cũng không ảnh hưởng lớn trong công việc cũng như sức khỏe, có điều vào một vài thời điểm quan trọng trong năm cũng nên chú ý giữ gìn bổn mạng, nhưng nhịn lời ăn tiếng nói để tránh những thị phi rắc rối không cần thiết, quý bác Ất Tỵ nhé. Thứ ba, xem tử vi nam mạng tuổi Ất Tỵ theo niên hạn là hạn Thiên La. Hạn Thiên La là một trong hệ thống 8 hạn luân phiên theo năm đối với các tuổi. Nếu gặp năm hạn Thiên La này, sức khỏe và tâm lý của Ất Tỵ nam mạng không được ổn định. Nhắc đến hạn Thiên La, ông bà xưa có câu thơ sau: Thiên La bệnh ấy quái kỳ, quỷ ma quấy phá tâm thì chẳng an, Thiên La hạn phải lao đao, dẫu khỏi bệnh tật họa trao phải phòng. Gặp hạn Thiên La dễ bị phá phách không yên, đau ốm không khỏi, hao tốn tiền bạc, bệnh đa phần do ma quỷ quấy phá,
mà ảnh hưởng tới sức khỏe, công việc. Ngoài ra, gặp phải thiên la, bạn cần phải đề phòng cảnh chia ly, xa cách phu thê, mọi việc cần mẫn, nhìn về gia đạo được bình an, êm ấm và hạnh phúc, chớ nên vội vàng phán xét vấn đề hay ghen tuông vô cớ, tránh lời qua tiếng lại giữa hai vợ chồng, không may chuyện nhỏ xé ra to, lục đục ly hôn khó hàn gắn. Sau đó cần bình tâm giữ tính, tâm trạng hay bất an, lo lắng, buồn rầu mọi thứ ở tương lai. Hạn thiên la thường chủ về tình cảm và tâm lý, cụ thể như sau. Tình cảm. Thiên la được xem là lưới trời, gặp phải hạn này thường tình, các mối quan hệ không được ổn định, nhất là tình cảm vợ chồng, thường xuyên tranh cãi lục đục, ghen tuông vô cớ, lời qua tiếng lại khiến chuyện bé xé ra to, nếu cả hai người không giữ được bình tĩnh, dễ dẫn tới chia ly, xa cách gia đình ly tán. Tâm lý. Khi gặp thiên la, tâm lý gia chủ thường xuyên bất ổn, suy nhược cơ thể hay lo lắng, buồn rầu, sau đó gặp những căn bệnh kỳ quái, dù điều trị nhưng không khỏi, nói cách cụ thể hơn, thì bệnh này chủ về tinh thần, các chứng trầm cảm, thường xuyên nóng ruột, thiếu tập trung, đặc biệt người này gặp hạn này thường xuyên mất ngủ về đêm, nếu ngủ thì hay gặp ác mộng. Tiểu kết. Gặp sao Vân Hán và hạn Thiên La khiến đường công danh sự nghiệp của tuổi này trong năm 2024 vẫn chưa có nhiều sự đột phá, mọi thứ tuy nhẹ nhàng nhưng cũng không đạt thành công rực rỡ. Tuy nhiên có câu, đức năng thắng số, quý bác vẫn có thể tự mình cải mệnh bằng việc nỗ lực nhiều hơn và trang bị cho bản thân những kiến thức, kinh nghiệm cần thiết. Trong năm đương số cũng cần để tâm nhiều hơn tới sức khỏe, giữ suy nghĩ tích cực, lạc quan. Ngoài ra, cần đề phòng họa thị phi, khẩu thiệt, kiện cáo, pháp luật. Thứ 4. Vận niên năm 2024 của tuổi Ất Tỵ, Nam Mạng. Gặp vận niên mã bị đao, tức ngựa chiến bị thương trong năm 2024, tuổi Ất Tỵ Nam Mạng, đa phần nhiều chịu thua thiệt về bản thân. Bởi ngựa chiến đông sông Tây đột, làm bao nhiêu công chuyện cho người này, kẻ nọ, để rốt cuộc mình lại bị thương. Công việc vì thế mà cũng khó đạt được thành quả như ý nguyện, chuyện tình cảm không có gì tiến triển mới mẻ, cuộc sống hôn nhân bình bình trôi qua trong cả đắng cay, ngọt bùi. Thứ 5. Xem vận hạn năm 2024, tuổi Ất Tỵ Nam Mạng, theo tuổi âm. Thái tuế, tam tai 2024, Nam Mạng tuổi Ất Tỵ không phạm thái tuế, không cần lo ngại về yếu tố này, đương số tập trung lo làm ăn, mở rộng sản xuất, kinh doanh, ắt cuộc sống dư giả. Kim lâu 2024, tuổi Ất Tỵ Nam Mạng phạm kim lâu, không thích hợp để tiến hành làm nhà hoặc mua nhà. Hoàng ốc 2024, tuổi Ất Tỵ phạm hoàng ốc không tốt cho việc mua hoặc xây sửa nhà cửa. Tiểu kết. Xét theo tuổi âm, đương số phạm kim lâu, phạm hoàng ốc nên không thích hợp để đứng ra lo liệu, thực hiện việc liên quan tới mua bán. Xây sửa nhà cửa, nếu vẫn muốn tiến hành, nên làm thủ tục mượn tuổi để giảm bớt xui khí quý vị nhé. Đánh giá chung về tử vi năm 2024, tuổi Ất Tỵ, Nam Mạng. Luận tử vi Nam Mạng tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965, năm 2024 có vận trình tương đối tốt, theo chiều hướng thăng tiến. Trong năm, con giáp này rơi vào bố cục thiên can địa chi, đều bình hòa tốt, vận trình vô cùng thuận lợi, cả năm ấm no. Đồng thời có ngũ hành hỏa vượng, giúp thúc đẩy tài khí, lộc phúc trong năm cũng đủ đầy, điềm báo may mắn, tài lộc thịnh vượng, tình tiền viên mãn. Sau đây là những dự báo hung cát trong vận trình xuyên suốt năm 2024 của tuổi Ất Tỵ, Nam Mạng trên các phương diện khác nhau, cụ thể như sau. Về mặt sự nghiệp, năm Giáp Thìn 2024 được nhận định là một năm phát triển hài hòa với người tuổi Ất Tỵ Nam Mạng ở phương diện công danh. Sự nghiệp tiếp đà từ năm trước đó, con giáp này vẫn đang duy trì được phong độ ổn định, nỗ lực bỏ ra, nhìn chung đều có thu hồi tốt. Có cả cơ hội và thách thức song hành, chỉ cần quý bác làm tốt thì chắc chắn sẽ gặt hái thành quả tương xứng. Đặc biệt, được sao dịch mã động tinh chiếu mệnh, đây là dấu hiệu cho thấy trong năm có sự dịch chuyển hoặc thay đổi môi trường làm việc, đó sẽ là cơ hội để rèn giũa bản thân khá tốt, nam Ất Tỵ không nên bỏ lỡ nếu được trao nhiệm vụ. Năm nay đề cao sự xông xáo, tức bản mệnh càng chủ động dám nghĩ, dám làm thì càng dễ tiến xa, con giáp này được thúc đẩy tinh thần, nên có thể sẽ đưa ra khá nhiều quyết định táo bạo, ảnh hưởng tích cực đến con đường phát triển sự nghiệp phía trước. Cũng sẽ có những lúc quý bác cảm thấy mọi việc diễn ra quá nhanh, chẳng lúc nào được ngồi yên một chỗ mà thường phải chạy đôn, chạy đáo lo việc, nhưng hãy yên tâm, cái gì cũng có cái giá của nó, cứ nhiệt tình phấn đấu ắt có ngày thu về thành quả lớn. Nếu dám thoát khỏi vùng an toàn của mình, dám chấp nhận thử thách cho kết quả nhận được có là gì, quý bác sẽ thấy
mình không chỉ tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm quý giá, mà còn có thể đứng vào hàng ngũ những người có tầm ảnh hưởng tại cơ quan. Thêm nữa, các mối quan hệ nơi làm việc cũng khá tốt đẹp trong năm 2024 này. Bên cạnh quý bác luôn có những người đồng nghiệp nhiệt tình và tốt bụng, sẵn sàng sẻ chia và hỗ trợ khi được yêu cầu. Khi cần đừng ngần ngại sử dụng sức mạnh tập thể, đó sẽ là cách để quý bác đi xa nhanh hơn. Về mặt tài lộc, xem tử vi 2024 thấy rõ, công việc trong năm suôn sẻ, tất nhiên cũng sẽ kéo theo tài lộc tăng tiến. Người tuổi Ất Tỵ chắc chắn sẽ nhận được những trái ngọt về tài chính trong năm 2024 này. Với việc được hai tài tinh là thiên tài và thực thần chiếu mệnh, bản mệnh có nhiều lộc lá thu về, kinh doanh thuận lợi, buôn may bán đắt, các hoạt động cầu tài diễn ra trong năm khá thích hợp, khởi sự tốt đẹp, đúng như mong muốn của Ất Tỵ. Đặc biệt, người kinh doanh buôn bán được dự báo là sẽ có nhiều vượng khí hơn hẳn, trong khi đó, người làm công việc cố định, hoàn toàn hài lòng với mức thu nhập hiện tại từ công việc chính của mình. Trong năm này, cơ hội kiếm tiền khá nhiều, đôi lúc còn ập tới, khiến tuổi Ất Tỵ choáng ngợp và lúng túng vì không biết nên bắt đầu từ đâu. Cơ hội nhiều và có sẵn, vậy nên, vấn đề của quý bác là tìm hiểu xem đâu là thứ phù hợp nhất với mình, chớ nên ôm đồm nhiều việc cùng lúc, tham quá hóa thâm, việc hợp với người khác, chưa chắc quý bác cũng đã thành công nếu làm theo, chỉ cần bình tĩnh suy nghĩ một chút, quý bác hoàn toàn có thể tìm ra hướng đi phù hợp để bắt đầu, có rất nhiều điều kiện thuận lợi để Ất Tỵ thu tiền về túi. Song dù có nóng lòng muốn gia tăng tài sản đến đâu, quý bác vẫn nên tính toán đến hợp lý và an toàn, làm gì cũng phải toan tính cẩn thận, đánh giá tình hình khách quan và khôn ngoan hơn, kẻo cơ hội đến, nhưng bản thân lại chịu thiệt vì sự nóng vội của bản thân. Về phương diện tình cảm, gia đạo. Ngũ hành bản mệnh tương sinh với ngũ hành năm, dự báo về một năm nhân duyên rộng mở, hạnh phúc đong đầy với người tuổi Ất Tỵ. Một số quý bác có thể di chuyển tới quyết định kết hôn khi thấy tình cảm đã chín muồi, cũng vẫn có những bất đồng còn tồn tại. Nhưng quan trọng là cả hai học được cách bao dung và sẻ chia với nhau để cùng tiến tới một nấc thang mới. Các cặp vợ chồng hiếm khi xảy ra cãi vã, nếu có thì cũng chỉ xoay quanh vấn đề thường nhật ở mức độ không quá nghiêm trọng nên mọi thứ trôi qua khá nhanh. Tuy nhiên, do có sao quả tú, chủ về những suy nghĩ hỗn loạn, tâm lý vẫn u uất chiếu mệnh, nên nếu vợ chồng không có sự nhường nhịn nhau, thì mâu thuẫn dồn nén lâu ngày dễ bị đẩy lên cao trào, ảnh hưởng tới hạnh phúc gia đình. Về mặt sức khỏe, phương diện sức khỏe của tuổi Ất Tỵ nam mạng trong năm 2024 vẫn cần được chú ý nhiều hơn. Sao dịch mã khiến bản mệnh thường xuyên phải đi lại, chạy ngược, chạy xuôi, giải quyết công việc nên ảnh hưởng phần nào tới thể trạng. Nếu xảy ra áp lực tinh thần thì mọi chuyện sẽ càng thêm rối ren. Điều quan trọng nhất là quý bác cần thời gian nghỉ ngơi và cân bằng lại trạng thái tinh thần. Trong năm, hãy dành ra các khoảng nghỉ thích hợp giúp cơ thể được sạc lại pin. Bên cạnh bản thân, con giáp này cũng nên quan tâm tới sức khỏe của các thành viên trong gia đình. Trong năm có hung tinh điếu khách chiếu mệnh chủ về tăng sự, quý bác cũng nên chú ý vấn đề này. Hóa giải vận hạn theo phong thủy năm 2024 dành cho nam mệnh Ất Tỵ, sinh năm 1965. Cách hóa giải sao Vân Hán theo phong thủy năm 2024. Thứ nhất, đồ phong thủy. Vân Hán hành hỏa nên dùng hành thổ để tiết khí hành hỏa của sao xấu. Cụ thể như đeo trang sức đá quý màu vàng, màu nâu như thạch anh vàng, thạch anh tóc vàng, thạch anh lưu linh nâu, hổ phách. Thứ hai, hạn chế mâu thuẫn. Năm này, bản mệnh dễ vướng vào chuyện rắc rối thị phi, vì thế, cần tự nhắc nhở bản thân luôn chú ý cách ăn nói, hành xử, chớ gây thù chuốc oán với người khác, khiến các mối quan hệ xã giao bị ảnh hưởng, đẩy bản thân vào vòng lao lý. Thứ ba, giữ gìn sức khỏe. Bản mệnh không nên lao động quá sức, nếu cơ thể có dấu hiệu mệt mỏi thì nên nghỉ ngơi hoặc đi khám chữa bệnh ngay. Khi tham gia giao thông hoặc khi làm việc chân tay, vận hành máy móc, cần giữ cho đầu óc tỉnh táo, tập trung để đề phòng thương tật. Thứ 4. Mệnh chủ cần tránh dốc tiền làm ăn lớn kẻo thua lỗ không đáng có. Trước khi đưa ra quyết định, cần cân nhắc cẩn thận để tránh tiêu tốn tiền vô ích, quý bác nhé. Cách hóa giải hạn thiên la bằng phong thủy. Hạn thiên la là hạn chủ về sức khỏe, tình cảm và tâm lý. Để hóa giải những hạn này, gia chủ cần quan tâm và dành nhiều thời gian chăm sóc bản thân nhiều hơn. Dưới đây là cách hóa giải hạn thiên la mời quý bác xem qua. Sức khỏe. Khi gặp hạn này thì sức khỏe của gia chủ thường xuyên mệt mỏi và đau nhức, những căn bệnh kỳ quái, mặc dù điều trị,
tiêu hao tiền của nhưng vẫn không khỏi. Bởi vậy, cách tốt nhất là dành nhiều thời gian nghỉ ngơi, lập chế độ ăn uống hợp lý. Sau đó, hãy kết hợp với rèn luyện thể dục thể thao, tránh sử dụng các chất kích thích có hại cho sức khỏe như rượu, bia, thuốc lá, tình cảm. Mối quan hệ trong giao tiếp, hãy cẩn thận trong từng hành động và lời nói, tránh vướng vào thị phi tai tiếng, nhất là tình cảm vợ chồng. Hãy dành nhiều thời gian ở cạnh nhau, quan tâm và chăm sóc nhau, thấu hiểu và chia sẻ niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống. Đừng ghen tuông vô cớ, lời qua tiếng lại, không may chuyện nhỏ xé ra to, gia đạo bất hòa, chia ly xa cách, con cái thiếu tình thương của cha hoặc mẹ. Tâm lý. Để cải thiện vấn đề này, khi gia chủ gặp thiên la, cần bình tâm và suy nghĩ kỹ càng về mọi việc, không nên tự lo âu phiền muộn, thay vào đó, hãy tìm người tâm sự, chia sẻ niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống, không nên chứa đựng quá nhiều ấm ức trong lòng, điều này khiến tâm trạng ngày càng trầm trọng, dẫn đến các bệnh kỳ quái như trầm cảm. Cuối cùng là thông điệp may mắn dành riêng cho tuổi Ất Tỵ, nam mệnh, trong năm 2024 này. Trong cuộc sống, nếu sóng gió cuộc đời xô đẩy bạn, khiến bạn rơi vào trạng thái mệt mỏi, đôi khi bạn muốn buông xuôi tất cả, thì hãy nhớ rằng cá sống thì ngược dòng mà tiến, cá chết thì xuôi dòng mà trôi. Những lúc khó khăn, thử thách thì đó chính là lúc bạn cần mạnh mẽ vượt qua nghịch cảnh để tiến về phía trước. Đường dễ đi chỉ là khi xuống dốc, nhưng đường khó đi mới chính là con đường để bạn tiến lên trên. Vậy nên, hãy xốc lấy ý chí ngày hôm nay, ngay lúc này, chứ không phải nốt hôm nay, rồi ngày mai mới bắt đầu. Sống và làm việc, chăm chỉ và đam mê, dệt một cái lưới cho mình, cho vụ mùa này may mắn sắp cận kề gần ta. Bạn biết đấy, trên con đường đời sẽ có nhiều lúc chúng ta mỏi mệt, rất nhiều khi chúng ta sợ hãi, lo lắng mình thua, bi quan mình thiệt, sẽ có lúc người chúng ta chân quý quay lưng lại, người chúng ta tin tưởng phản bội lại chân thành ta trao. Thời thế không thuận, đối tác không hòa, khách hàng không thương, mà người giúp ta thì hơi ăn hại, sẽ có lúc cả thế giới tưởng chừng như chống lại bạn, ngăn bạn đến với cái đích bản truy tìm. Tất cả những khó khăn đó hoàn toàn có thể dự đoán được ngay từ thời điểm mới bắt đầu chập chững vào đời hăng say, nhưng không thể vì thế mà ta bỏ cuộc, không thể vì thế mà ta ngại ngần. Người hướng chỗ cao, nước chảy chỗ trũng, tầm nhìn càng xa thì đường đi càng dài, nỗ lực càng nhiều thì kết quả càng nhiều hơn. Vậy nên, đôi khi thay vì quá lo lắng, quá sợ sệt, hãy bước ra ngoài vòng tròn an toàn một bước, mạnh dạn và kiên tâm, không ngại ngần, chẳng nghĩ suy, không âu lo, không hối hận, sống và cháy nhiệt huyết và máu lửa hết mình cho những điều mà bạn muốn đó. Dù bạn là ai đi chăng nữa, dù bạn ở đâu đi chăng nữa, dù bạn đang vui hay đang buồn, đang cười hay đang khóc, đang hạnh phúc hay đang khổ đau, đang chán nản mỏi mệt, hay đang kiên cường bất khuất, cũng mong bạn tìm thấy được chân lý của cuộc đời mình, sống một cuộc đời viên mãn, thành tựu đầy mình, hạnh hòa đầy tâm quý vị nhé. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về 3 cơ hội vàng giúp tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1965, nam mạng, đổi đời giàu có hơn người trong năm Giáp Thìn 2024. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ gặp được nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.